Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Sáu ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phản ánh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Quảng Nam. Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Huyện Núi Thành tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Núi năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm làm việc thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh và dự hội đàm cấp cao Quảng Nam Champasak, sáng nay đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Vị Lai Vong Búc Đa Khăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng tại quần thể tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng tham dự lễ viếng hương về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Vị Lai Vong Búc Đa Khăm, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Bí thư tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến hy sinh lớn lao của những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, hàng triệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tiễn biệt chồng con lên đường làm nghĩa vụ chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập của hai dân tộc Việt Nam, Lào. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt, Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tiếp đó, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Nam và Champasak tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác. Tham dự phía đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak có đồng chí Vị Lai Vong Búc Đa Khăm, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn. Tham gia hội đàm và ký kết còn có đồng chí Sải Thom Sa Nhạ Vong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak, đồng chí Su Phan Hạ Đao Hương, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Xế, tỉnh Champasak. Tại buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa hai tỉnh, hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời. Hai bên đã ký kết hợp tác từ năm 2007. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hai tỉnh đã phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung theo biên bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2016. Hàng năm, lãnh đạo hai tỉnh luôn duy trì các chuyến thăm, làm việc, càng làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó, mối quan hệ hợp tác. Trong đó, chú trọng phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn, thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và nhất là thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam sang hợp tác đầu tư tại tỉnh Champasak, tạo điều kiện thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa thế giới, khu đền tháp Mỹ Sơn và di sản văn hóa thế giới Quát Phu. Chúc mừng những thành quả quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tin tưởng sau chuyến công tác, mối quan hệ giữa Champasak và các địa phương của Việt Nam, trong đó có Quảng Nam, sẽ ngày càng gắn bó, phát triển. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và cấp học bổng cho 134 lưu học sinh tỉnh Champasak sang học tập. Tỉnh Champasak cũng đã tiếp nhận cấp học bổng cho 8 cán bộ của tỉnh Quảng Nam sang học tiếng Lào. Tiếp đó, hai đồng chí trưởng đoàn đã thông báo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền của mỗi tỉnh, đồng thời đánh giá tình hình kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Cùng với đó, mối quan hệ giữa hai tỉnh Quảng Nam và Champasak không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai tỉnh.
Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, đồng chí bí thư tỉnh trưởng Champasak Vị Lai Phong Búc Đa Khăm bày tỏ vui mừng, biết ơn về sự hợp tác, quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Quảng Nam đối với tỉnh Champasak thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm vun đắp mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng gắn bó, phát triển. Hai bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường kết nối thông tin phục vụ công tác đối ngoại, khuyến khích hợp tác phát triển các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và khả năng mỗi bên với các nội dung cụ thể thiết thực. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai năm một lần, hai tỉnh sẽ luân phiên trao đổi đoàn đại biểu cấp cao để đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất nội dung hợp tác cho thời gian tiếp theo. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hai tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như thương mại, du lịch, dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất hàng hóa, phù hợp với khả năng và thế mạnh của mỗi tỉnh. Thưa quý vị, ngay sau hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Champasak chính thức ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2027. Theo biên bản hợp tác, hai tỉnh Quảng Nam và Champasak đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2023-2027, đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ, logistics, nông, lâm nghiệp, nhất là hợp tác đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa nông nghiệp, phục vụ cho xuất khẩu, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các tỉnh biên giới nhằm khuyến khích phát triển hoạt động giao thương giữa hai bên, thúc đẩy sớm hình thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây từ Đông Bắc Thái Lan đến khu vực Nam Lào vào miền Trung Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vàng Tao thuộc tỉnh Champasak và cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc tỉnh Quảng Nam về vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm giúp kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong khu vực, trong đó có hai tỉnh Quảng Nam và Champasak. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực du lịch, văn hóa, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, tổ chức các hoạt động kết nối du lịch giữa hai bên, khai thác và trùng tu di sản văn hóa giữa khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Quảng Nam và di sản văn hóa thế giới Vát Phu, Champasak. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục cấp học bổng toàn phần cho lưu học sinh tỉnh Champasak sang học tiếng Việt Nam và chuyên ngành tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mỗi năm 20 suất, giai đoạn 2023-2027. Tỉnh Champasak tiếp nhận và cấp học bổng toàn phần mỗi năm cho hai cán bộ tỉnh Quảng Nam sang học tiếng Lào trong thời gian 12 tháng. Phối hợp với tỉnh Champasak và các tỉnh Nam Lào thu thập và cung cấp tư liệu hình ảnh kỹ vật của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của Lào trong thời gian hoạt động cách mạng tại khu kháng chiến Hạ Lào thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để góp phần phát triển di tích trở thành địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất tổ chức hội đàm cấp cao vào năm 2027 để tổng kết đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh và ký kết chương trình hợp tác trong giai đoạn tới. Trong trường hợp có phát sinh các vấn đề mới và cấp thiết thì lãnh đạo hai tỉnh sẽ phối hợp làm việc để cùng thống nhất triển khai thực hiện. Giao Sở Ngoại vụ của hai bên làm đầu mối, phối hợp tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung hợp tác giữa hai tỉnh và báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan để lãnh đạo hai tỉnh xem xét và quyết định. Nhân chuyến thăm làm việc tại Quảng Nam, chiều nay đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Vị Lai Phong Búc Đa Khăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến thăm công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu. Tại chuyến thăm, đoàn công tác đã nghe đại diện Trường Hải Group thông tin vắn tắt quá trình hình thành phát triển của tập đoàn. Hiện nay, Thaco đang đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp tại Aptapil với các nông trường trồng cây ăn trái, cao su và các trang trại nuôi bò. Trước đó, vào tháng 4 năm nay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak, tập đoàn Thaco Agri đã tham dự chương trình kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại, du lịch Việt Nam-Lào-Thái Lan do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế phối hợp tổ chức. Tại chương trình, đại diện Thaco Agri đã giới thiệu chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp, xuyên suốt chuỗi giá trị khép kín, tích hợp và tuần hoàn, mô hình làng nông nghiệp thông minh tại Aptapil, Lào. Trưng bày các sản phẩm trái cây chủ lực, chuối, dứa, xoài. Dịp này, đoàn công tác đã tham quan thực tế các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí, linh kiện phụ tùng.
Tin tức thời sự trên các lĩnh vực khác, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam GPA do ông Eman Rút, Chủ tịch GPA làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã nêu những tiềm năng, thế mạnh và các ngành lĩnh vực mà Quảng Nam ưu tiên kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Tính đến nay, tỉnh Quảng Nam có khoảng 970 dự án trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 242.000 tỷ đồng, 194 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 6,06 tỷ đô la Mỹ. Đã có nhiều doanh nghiệp thương hiệu lớn đầu tư vào tỉnh như Trường Hải, vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, Hyosung, quốc tịch Hàn Quốc, vốn đầu tư hơn 400 triệu đô la Mỹ, Panco, quốc tịch Hàn Quốc, vốn đầu tư 70 triệu đô la Mỹ, Vinpearl, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đầu tư vào Quảng Nam đều gặt hái thành công, đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đối với Đức, hiện tỉnh Quảng Nam có 7 dự án của các nhà đầu tư Đức với tổng vốn đăng ký gần 170 triệu đô la Mỹ. Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam GPA đề xuất các lĩnh vực trọng tâm để chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng tăng cường sức hấp dẫn và đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam. Ở miền Trung, Quảng Nam đang là lựa chọn và là sự hướng tới của các doanh nghiệp đến từ Đức. Hiệp hội cũng hy vọng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến từ Đức muốn đầu tư tại Quảng Nam. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan để nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ nhất Quảng Nam 2023. Theo dự kiến, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ nhất Quảng Nam 2023 được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hội An, với chủ đề Xứ Quảng với tinh hoa ẩm thực bốn phương. Trong khuôn khổ Liên hoan có nhiều hoạt động như tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực du lịch với các hoạt động, trải nghiệm, kích cầu, vui chơi, mua sắm, hoạt động quảng diễn, hành trình ẩm thực đất Quảng, chương trình Farm Trip, hành trình khám phá Quảng Nam thiên đường ẩm thực du lịch xanh và đem tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Quảng Nam. Liên hoan văn hóa ẩm thực được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Quảng Nam, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch. Đồng thời, đây còn là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế văn hóa xã hội sau đại dịch COVID-19. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao học bổng cho các em học sinh là con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống công nhân lao động, động viên các cháu bước vào năm học mới, tạo động lực cho các cháu phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Buổi nói chuyện giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nắm vững và nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong chuyên đề. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2023 và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, sáng nay 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2023, giao lưu các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và tổng kết cuộc thi ảnh khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đã có những kết quả tích cực, đã tác động tích cực đến đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện. Năm 2018, toàn huyện có 90% hộ đạt gia đình văn hóa. Đến năm 2022, có 94% đạt gia đình văn hóa. Trong đó, năm 2018 có 75% hộ gia đình đạt văn hóa 3 năm liên tục trở lên.
năm 2020 có 81,6% hộ gia đình đạt danh hiệu này. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước tuyên dương 36 gia đình đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2022. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng trao giải cuộc thi ảnh Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cho 27 gia đình, trong đó có 2 giải A, 5 giải B và 6 giải C. Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc đăng trên Facebook đã thu hút đông đảo cộng đồng mạng tham gia với hàng trăm lượt like, chia sẻ, tạo sự lan tỏa cho hội thi. Sáng nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2023. Theo kế hoạch hè năm 2023, Thăng Bình tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trang bị kỹ năng sống, ôn tập văn hóa kiến thức hè và các hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu niên và học sinh. Bên cạnh đó, địa phương còn chú trọng tổ chức các hoạt động chăm sóc hỗ trợ, phát huy quyền của trẻ em thông qua các diễn đàn trẻ em, mô hình thăm dò ý kiến trẻ em, đồng thời huy động học sinh là đoàn viên thanh niên hướng dẫn hỗ trợ nhân dân thực hiện cài đặt, kích hoạt và sử dụng mã định danh điện tử VNEID, phấn đấu kích hoạt đạt hơn 74.000 mã định danh điện tử cho người dân. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Như tin đã đưa, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ 15 tháng 8 1933, 15 tháng 8 2023 và 40 năm thành lập huyện Núi Thành ngày 3 tháng 12 năm 1983, ngày 3 tháng 12 2023. Tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Núi năm 2023. Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Núi là ngày hội truyền thống được huyện Núi Thành tổ chức 4 năm một lần. Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2019 tại xã Tam Mỹ Tây. Với mục đích tôn vinh những giá trị đặc trưng, bảo tồn các loại hình văn hóa, thể thao truyền thống của người dân miền núi, đáp ứng mục tiêu quảng bá thắng cảnh, văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch và thu hút đầu tư vào Núi Thành, đồng thời tạo sự giao lưu văn hóa giữa các địa phương miền núi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa, thể thao truyền thống. Ngày hội văn hóa thể thao miền núi lần này bao gồm các hoạt động như cắm trại, trưng bày giới thiệu sản vật đặc trưng, sản phẩm mô cốt địa phương, liên hoan nghệ thuật quần chúng và các hoạt động thể thao, bóng chuyền nam, bóng đá nữ, chạy việt giã, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, sẽ mang lại cảm xúc khó quên cho những người tham gia ngày hội. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến quy định nhà nước về đo lường. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin tổng quan quản lý nhà nước về đo lường với các nội dung về đơn vị đo, chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Cùng với đó là các nội dung về đổi mới hoạt động đo lường trong doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của thông tư 21/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Báo cáo viên cũng hướng dẫn tổng quan về giải thưởng chất lượng, các tiêu chí giải thưởng chất lượng quốc gia và hướng dẫn viết báo cáo tham dự. Nghị định 119/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nghị định 126/2021 của Chính phủ sửa đổi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ. Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm rõ các quy định của pháp luật về hoạt động đo lường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường. Sáng nay, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em năm 2023. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ 4 thôn của xã. Các đội thi đã cùng nhau tranh tài qua 3 phần thi: phần thi kiến thức, phần thi tiểu phẩm và phần thi xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã đem đến cho hội thi những phần thi đặc sắc, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Với các nội dung liên quan đến phòng chống xâm hại và bạo lực gia đình, các giải pháp phòng chống xâm hại và bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em, qua việc tổ chức hội thi nhằm trang bị những hiểu biết về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống xâm hại trẻ em, luật phòng chống mua bán người, luật trẻ em, luật bình đẳng giới. Các nghị quyết chính sách pháp luật quy định liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.